Ok, xin chào bạn đã trở lại với Yuri Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series review báo cáo sau một vài ngày nghỉ ngơi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả GCT NNGM và NN Gaming. Và hình như anh chàng này cũng có làm một kênh YouTube nhỏ nhỏ thì phải. Và anh chàng này đến từ con đoàn GCT Nono, tức là con đoàn của game củ tạ, theo tôi biết là như vậy. Thực ra thì đây không phải là con đoàn game củ tạ chính, mà đây là một nhánh của con đoàn game củ tạ mà thôi. Ok, đến với anh chàng NNGM này thì anh chàng này thì có cái câu chuyện gì hay ho mà để chia sẻ cho ta ngày hôm nay. Thì theo chia sẻ của anh chàng này ấy, thì NN anh ta năm nay là học sinh lớp 10. Vâng, tức là năm nay sinh năm 2004. Và ui, nhìn quả tài khoản ngon nhờ. Vâng, chúng ta vừa nhìn thấy số lượng hiệu thẻ vũ cực rất nhiều nhá. Vâng, từ cái mùa mà có bàn tay con gấu kia kìa. Vâng, ở cái mùa mà có 1018 hiệu thẻ vũ cực, đó là cái thẻ vũ cực mà được miễn phí đó anh em. Và thẻ vô cực cao bồi và chất nhờ. Và đây là một tài khoản có vẻ đầu tư khá nhiều. Thì anh chàng NN Gaming này có chia sẻ đó là trước đây thì anh chàng này đã từng chơi đến 4 tài khoản. Vâng, tức là chơi đến 4 tài khoản, nhưng mà sau đó thì vì lý do này vì lý do kia mà những tài khoản đó bị mất hoặc là bị làm sao đó. Và đây là cái tài khoản thứ 5 mà anh chàng này đầu tư vào Gaina Free Fire. Và kể từ khi mà bắt đầu đầu tư cái tài khoản thứ 5 này thì anh chàng này cũng chia sẻ là cũng đã đầu tư rơi vào khoảng 300.000 kim cương. Và chơi bảo 300.000 kim cương, 300.000 kim cương mà chia ra thì được bao nhiêu tiền nhỉ? Và tôi cũng không rõ nữa, 300.000 kim cương anh em nào ở trên kênh Ria Kia Minh thì thử chia xem là 300.000 kim cương thì rơi vào khoảng bao nhiêu củ tiền hoa quả anh em. Và cái câu chuyện của anh đây là một người rất đam mê game, mặc dù là năm nay mới chỉ học lớp 10 thôi và chắc là nhà lại không thiếu gì ngoài điều kiện rồi. Và đầu tư đến 300.000 kim cương vào trong cái tài khoản, mà đây là tài khoản thứ 5 nhá. Đây là cái khoản tài khoản thứ 5 mà anh chàng này chơi. Thì không biết là 4 cái tài khoản trước thì anh chàng này đầu tư trong game thì nó nhiều đến như thế nào. Ok, chúng ta cùng nhau điểm qua. Vừa đập vào mắt phát đã thấy của mình đó là cái bộ đồ thích khách minh hạc rồi. Có luôn cho mình đó là cái bộ tóc nữ cường hóa. Và đồ cường hóa trông khá là chất. Và cái bộ cường hóa này thì thực ra là đa phần cả bộ xấu, nhưng mà được cái tóc rất là đẹp. Đây là bộ samurai đỏ, nữ hoàng bảy đại dương, rồi thì thợ săn xấu, sợ săn xác sống. Suýt nữa tôi đọc nhầm, thợ săn xấu số anh em ạ. Đây là bộ phóng xạ, đầu phóng xạ một vũ ninja, đều đến từ thẻ vũ cực mà thôi. Với số lượng thẻ hiệu thẻ vũ cực mà tôi nhìn nhiều trong tài khoản của anh chàng này thì có vẻ đây là một người mà khá chăm chơi những cái xưởng chế tác và phong cách chơi theo kiểu an toàn của các game thủ. Đây chúng ta có đầu tuyết nhi này, ok, chúng ta có mũ trứng gà, đầu tuyết nhi, rồi nón hầu gái quyến rũ, rồi thì đây là mũ đặc nhiệm công nghệ thích khách, rồi đặc nhiệm công nghệ, rồi thích khách minh hạc, rồi thích khách gì đấy. Và rồi cái bây giờ cái tên này của nó bị che lấp đi, chính tôi không nhớ nó tên là cái chính ra là gì cơ. Và thích khách thiên hạc và thích khách minh hạc. Và khá căng đội bán xăng. Và chính là bây giờ tôi cũng cái bộ cao nhất là thích khách kim hạc, tôi nhớ rồi. Và đây là bộ người máy quý cô dây cót, như vậy là cũng rất là chăm chơi. Ở dưới có luôn cả cái bộ quý cô dây cót màu tối này. Và đây là bộ quý cô dây cót Miko. Và còn cái bộ ở trên là bộ quý cô dây cót quý cô búp bê. Và khá hảo đội bán chảo ạ. Ui, cái mũ poring nữ này, trông cái mũ này như kiểu cái bao gì anh em nhỉ. Vâng, trông cái đầu con poring thì trông giống cái bao gì, trông nó rất là buồn cười nhá. Vâng, nhưng mà nó là con slim và nó là một cái sự kiện liên kết giữa game Gaina Free Fire của chúng ta với một tựa game nhập vai rất nổi tiếng thế giới, đó game Ragnarok. Ok, đây là nàng hề ma mị, bộ đắt nhất ở trong cái bộ nàng hề, trong cái bộ chú hề đấy. Rồi nữ cường hóa, và nữ cường hóa này chúng ta vừa xem rồi, cái mặt nạ mũ nữ hiệp tím Trap Realist. Thì tôi phải thấy là anh chàng này đầu tư trong game khá nhiều đấy. Chúng ta anh chàng này có vẻ đấm trong game có lẽ khá nhiều. Không biết là có đúng 300.000 kim cương không, tại vì tôi check ở trên trang membership, nhưng mà dạo này mạng mẽo đang hơi lag ấy. Vâng, giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag Free Fire. Nên hiện tại tôi đang chưa check được chính xác là anh chàng này là bao nhiêu. Và có mình bộ nữ thần bạch kim, ui, hai cái bộ xưởng chế tác hề anh chàng này đều quất luôn, một sở thích rất dị luôn. Thông thường thì ít khi mà kiểu người ta mua mấy cái bộ này lắm. Thường người ta chỉ mua một bộ thôi, tại vì trông cái bộ này nó cũng kinh. Vâng, thề với anh em trông bộ này nó kinh vãi trưởng ra. Tôi không thích bộ ấy lắm. Đây là băng che mắt, đây là nữ hoàng tận thế, bộ ấy rất đẹp, nhưng mà Gaina chỉ phát 14 ngày thôi, có lẽ đợt tới họ sẽ bán lại cái bộ nữ hoàng tận thế này.
Ok, chúng ta đang có đây là áo samurai, rồi áo đồ lăm, cú đánh sa mạc, nàng hề ma mị, thích khách, rồi nữ hiệp tím, đồ rất nhiều. Và đồ quá nhiều cho đội bán diều luôn. Và đây là áo thể thao nữ, áo hacker cam. Cái áo hacker cam này ngày xưa nó là từ cái sự kiện phát miễn phí sinh nhật 1 tuổi Anna Free Fire. Hồi đấy thì cái áo hacker cam này nó là cái áo kiểu đẹp nhất trong game rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là game của chúng ta đã phát triển một mức nào đấy rất kinh. Thì anh chàng NN Gaming này cũng có nói là anh chàng này cũng gọi là chơi Free Fire từ những ngày đầu. Nhưng mà cứ chơi ác xong rồi cứ đi đăng nhập lung tung. Thế là bị mất nick, tôi nghĩ là như vậy. Mất đến 4 cái account. Vâng, chơi bời nào mất đến 4 cái account anh em ạ. Vâng, bình thường người ta chỉ mất 1-2 cái, mày mất 4 cái mà bây giờ là cái thứ 5 luôn. Và với việc mà cái thứ 5 này thì có lẽ là cái khoảng thời gian mà chơi thì bắt đầu từ khoảng mùa 7. Và từ khoảng mùa cây rank thứ 7, hiện tại là mùa 14 cũng chơi được khá lâu rồi. Như vậy là cũng gắn bó, tức là nói chung là người ta thường hay nói là quá tam ba bận thì ông này là 5 lần và ông này là quá tam ngũ bận, tức là gọi là 5 lần và 5 lần rồi thì bây giờ mới gắn bó được với cái tài khoản này. Nhưng mà phải thấy rằng đây là một người chơi mà rất đầu tư vào cái tài khoản của mình, cũng như là rất yêu quý tài khoản của mình. Khi mà anh chàng này cho dù là đây là lần thứ 5 phải đầu tư lại vào trong game rồi nhưng mà vẫn sở hữu một cái lượng đồ nó rất là nhiều. Và sở hữu một lượng đồ rất là đáng nể luôn. Và có cả bộ con hàng báo hồng này. Và nói chung là đây là một trong người chơi mà tôi đánh giá là rất đam mê về game. Không biết là anh em ở trên kênh Kia Minh ấy có bao giờ anh em bị mất tài khoản chưa? Và tôi thì tôi cũng từ hồi tôi chơi giờ tôi chưa bao giờ bị mất tài khoản cả. Và nhưng không biết là anh em có bao giờ bị mất tài khoản chưa và anh em xử lý như nào nếu mà gặp những cái vấn đề đấy. Ok, đây là cái giày nữ thần bạch kim này, rồi giày nàng hề, giày bóng ma. Thời gian đây thì đang có mấy cái trend mới, đang có mấy cái xu hướng mới là sưu tập mấy cái giày hiếm hiếm. Ví dụ như là có cái giày Balenciaga ở trong cái bộ đồ đó là bộ đồ phong cách street nếu mà tôi nhớ không nhầm. Thì cái bộ đồ cái giày đấy cũng khá là hiếm mà không có nhiều người ở server Việt Nam có. Thì anh em mà biết những cái đồ nào mà gọi là đồ hiếm trong Anna Free Fire thì anh em có thể liệt kê ra để Rigaki có thể đi tìm những cái tài khoản mà có cái đồ hiếm đấy để mình làm review nha anh em nhá. Và bây giờ thì đồ anh em hay gọi là bây giờ đồ trong Anna Free Fire nó thành đồ quốc dân hết rồi. Nên là bây giờ lại ngoài cái việc mà nhiều đồ, tài khoản nhiều đồ, bây giờ chưa chắc là hay bằng tài khoản mà có nhiều đồ hiếm. Thực ra thì đồ hiếm trong Gaina Free Fire thì đến một sớm một chiều đến một lúc nào đó thì Gaina họ cũng sẽ bán ở trong shop thôi. Ok, đây là bộ graffiti lửa. Như tôi đã nói thì anh chàng này đầu tư rất nhiều vào cái những cái bộ đồ ở trong shop và những cái bộ đồ ở trong xưởng chế tác. Chúng ta nhìn thấy đồ xưởng chế tác khá nhiều luôn. Đây là đầu phóng xạ. Cái đầu phóng xạ này thì có cái tóc mới rất là đẹp nha anh em nhá. Đây là bộ tuổi hồng thơ ngây, một bộ đồ mà nó vốn là một bộ đồ hiếm ở trong Gaina Free Fire. Nhưng mà sau đấy bên Gaina có lẽ là họ cần vốn để tổ chức đấu trường sinh tồn nên họ bán luôn bộ đấy cho nhiều người mua. Và chúng ta thấy là có tóc bóng ma búp bê và tóc gọi là búp bê dây cót khá xịn. Đây là mũ Poring nam thì cũng là mới đổi trong cái sự kiện Poring hiện tại mà thôi. Và lúc này chúng ta vừa nhìn thấy đó tóc ma búp bê và lúc này tôi nói bị hơi nhầm tí. Và chúng ta thấy là có cả rất là nhiều đồ đến từ cái xưởng chế tác đây. Bộ thằng hề ma mị trông mặt rất Joker, xong rồi bộ ôi cái tài khoản này đúng là 300.000 kim cương anh em ạ, toàn là đồ vòng quay may mắn kim cương mà toàn những cái bộ đắt luôn. Và đây là mặt nạ graffiti, rồi mặt nạ quỷ lửa này là đến từ cái xưởng chế tác quỷ dữ hiện tại. 2-3 ngày nữa thì sẽ đến cái xưởng chế tác MP40. Và khoảng 2 ngày nữa, 3 ngày nữa đến xưởng chế tác MP40. Và chắc chắn là MP40 mà ra mắt thì anh em lại phải đốt tiền rồi thôi. Và tôi nghĩ là cái tài khoản NN Gaming này có lẽ là cũng sẽ chuẩn bị đấm thêm rất nhiều kim cương vào để quay cái xưởng chế tác mới. Xưởng chế tác mới nó không hề đơn giản đâu anh em ạ. 4 khẩu MP40 mà theo cái thông số mà được để hé lộ tôi biết là 4 khẩu nó đều ngon cả. Ok, đây là áo lãng khách tím, rồi áo miền viễn tây và áo chiến binh bí ngô. Và cái bộ bí ngô này như tôi nói rất nhiều lần là nó rất đẹp, thực sự là nó rất đẹp luôn. Áo đặc vụ Omega, cái bộ Omega này mới ra nó không được đẹp cho lắm. Thì cái bộ quỷ lửa này thì trông nó cũng khá ngon lành cánh đào luôn. Và nó theo kiểu phong cách của siêu nhân Super Sentai ở bên Nhật ấy. Đây là áo vàng mùa 8, rồi áo nam rồng, áo vàng mùa 9 này, đồ đạc ngon lành thật sự luôn. Bọ cạp phục hận, và chính là mấy cái đồ mà áo kiểu bên trong này khá là đẹp nhá. Nhưng mà bên Anna thì họ không có những cái setting để làm sao, không có cách nào mà để cho nó che giáp, che mũ. Nếu mà nó che giáp thì
tôi phải nói là mấy cái áo phông như kiểu này rất nhiều người mặc luôn. Để trông nó rất gọn gàng, trông nó rất gọn gàng mà trông nó rất đẹp. À, thực sự luôn. À, nên quần thể thao rồi thì quần tuxedo, phong cách lịch lãm. À, tên cái quần nghe cũng thấy cái độ lịch lãm rồi anh em ạ. Quần bầu trời xanh. À, tôi đang tìm cái đồ hiếm ở trong cái tài khoản của anh chàng này, nhưng mà có vẻ là không có. Vâng, à đây có rồi, chúng ta vừa lướt qua đó, có chúng ta vừa thấy có cái quần có đôi cánh. Vâng, đó là cái quần rất là hiếm ở trong Ghana Free Fire hồi trước. Nhưng mà trong cái sự kiện mà mới ra mắt gần đây ấy, thì Ghana Free Fire lại cho cái đồ đấy khá là dễ sở hữu, nên bây giờ thì ai cũng sẽ có cái đồ đấy. Đấy. À, ví dụ như cái đôi giày nam, đôi giày Balenciaga thì anh chàng này có không? Hình như là không có rồi. À, hình như là không có, chỉ có cái giày phong cách phăng này thôi, cũng là một cái giày nó tương đối đẹp mà nhiều người bây giờ muốn sở hữu mà không có. Đấy, thì bây giờ các bạn biết là phong cách bây giờ chơi lại phải chơi đồ hiếm cơ, chứ còn chơi đồ nhiều thì cũng hay, nhưng mà đồ hiếm thì vẫn thích hơn. Đấy, thì anh chàng 2004, mà tuy nhiên tôi nghĩ 2004 mà làm cái gì mà nhiều tiền đấy nhỉ? Vâng, 2004 làm gì mà có tận 300.000 kim cương, nạp 300.000 kim cương mà chia ra 300.000 kim cương mà chia ra thì nó xương xương nó khoảng vài chục củ đúng không anh em? Và 100.000 kim cương nó khoảng 25 củ, thế 300.000 kim cương thì là nó tầm 75 củ à? Nhờ, thế thì cũng kinh đấy chứ nhỉ? Và điểm qua một chút về lượng súng thì chúng ta vừa nhìn thấy M4A1 không có nhiều, có mỗi khẩu súng xanh thôi. M1014 thì có lẽ anh chàng này không bắn shotgun, nên là chỉ có nó mình đó đôi mắt tử thần, và có lẽ đôi mắt tử thần là ok rồi. AK thì có nó mình AK rồng lộn rồi, nên là có lẽ em không cần đến khẩu AK hỏa kỳ lân hay kim kỳ lân, nhưng mà tôi vẫn thích khẩu hỏa kỳ lân hơn. Và thời gian ở đây không hiểu sao rất thích bắn khẩu hỏa kỳ lân, và cảm giác là bắn nó tin tay, mặc dù đam nó hơi bé một chút nhưng mà nó vẫn gây sát thương lớn hơn những cái khẩu súng trường khác. À, đây là UMP Buya M14, không có gì đặc biệt cho lắm. Ska có đẳng cấp Titan như là Ska địa ngục. À, ngoài ra thì có Ska thủy thần cũng như là Ska bóng ma công nghệ. Thôi cũng được, không có Ska thần tình yêu hơi tiếc một chút, nhưng mà thực ra thì có đẳng cấp Titan rồi thì không cần khẩu màu hồng nữa. Đây là cái VRS hàm cá mập. Thực ra đây VRS nhiều anh em khá thích bắn, tại vì bắn vào đầu rồi nó gây ra sát thương liên tiếp, nó khá khó chịu. Rồi thì MP40 sấm sét, MP40 cơ khí, MP40 ma mị, như vậy là có khá nhiều khẩu MP40. Bộ sưu tầm MP40 khá ngon đây anh em ạ. Và có luôn cả mấy khẩu MP40 Giáng sinh. Có lẽ là MP40 đang chuẩn bị trở thành cái súng mà có nhiều skin nhất ở trong game này. Vâng, thề luôn, kịch gọi là cái số lượng MP40 ra ở trong cái game này rất là nhiều. Thì cũng đúng thôi, vì nó là cái khẩu súng được yêu thích nhất. Rồi đôi khi bạn bán những cái skin súng khác thì chưa chắc là nhiều người mua bằng. Và ví dụ như bây giờ thì ngon nhất bây giờ phải có khẩu XM8 huyền thoại. Bây giờ tôi nghĩ là phải nên ra khẩu XM8 huyền thoại đi. Thì ví dụ tăng 2 tốc độ bắn và 1 sát thương à, thì nó sẽ vô đối tiền bối luôn. Đây là chảo vàng. Và rồi M249 màu hồng, khẩu ấy rất mạnh nhưng M249 giờ cũng chưa có skin huyền thoại. Đây là Famas thần khí. Và bộ Famas thần khí này rất ngon lành cành đào, và anh chàng này cũng sở hữu gần đủ rồi. Chỉ thiếu đó là khẩu khẩu này là khẩu thiếu khẩu đại dương thì phải. Vâng, khẩu đại dương là mới có 206 ngày thôi, không phải vĩnh viễn. Có luôn mình đó là cả khẩu ma cà rồng nữa. Rồi đây là cái khẩu Famas nhuốm máu. Đây là, nếu các bạn nào chưa biết ấy, đây là một trong những skin súng đầu tiên mà xuất hiện trong vòng quay màn vàng ấy. Cái khẩu Famas nhuốm máu này có một thời đây là cái khẩu đầu tiên xuất hiện ở trong game luôn, và thời đó thì vẫn còn cái trò mà nhấp nhô này, khẩu Famas nhuốm máu này tăng một sát thương được rất nhiều người yêu thích. Đây là P90 bóng ma, P90 bóng ma tăng sát thương tốc độ thay đạn. Kể ra bây giờ có khẩu P90 tăng 2 sát thương và một tốc độ bắn thì nó cũng sẽ vô đối, nhưng mà hiện tại P90 nó vẫn chưa được yêu thích cho lắm. Ok, chúng ta thấy là đồ đảo của anh chàng này khá đầy đủ và đồ đảo khá ngon rồi. Thời gian đây thì cái lựu phóng xạ này cũng đang rất là nhiều người yêu thích nhá, tại vì là cái tầm nổ nó nhìn trông rất là điêu, và cái lúc mà ném ra nhìn trông nó cũng rất là xa. Đấy, nhiều anh em mà thích dùng cái khẩu này, dùng cái quả lựu đạn này, thì tôi cũng không rõ là hiện tại gai nào sửa cái lỗi hiển thị đấy chưa. Tức là kiểu như là cái tầm nổ nó thì nhỏ thôi, nhưng mà cái hiệu ứng hình ảnh của nó thì to vãi. Vâng, nhìn kiểu hoảng hốt luôn. Vâng, đây là quân đoàn GCT Nono. Và GCT Nono, và chỉ huy quân đoàn này là ai đây? Chỉ huy quân đoàn này như là Huna thì phải. Tôi vừa nhìn thấy cái chữ là Huna đang đi viện, nên là anh em cố gắng online. Vâng, sao nó khổ thế nhỉ? Đúng rồi, chỉ huy được GCT Huna, một cao thủ đá chim, cũng là một trong những người mà có kỹ năng rất tốt. Và GCT
CT này là quân đoàn của game Cụ Tạ. Và nhưng mà game Cụ Tạ thì anh ta ở quân đoàn khác cơ, còn đây là quân đoàn phụ ở bên game Cụ Tạ thôi. Và một người mà có rất là nhiều fan chân chính, fan trung thành, đó là game Cụ Tạ. Tôi nhớ ra là tôi chưa bao giờ review bác cao của game Cụ Tạ cả, và có lẽ là một ngày gần đây tôi sẽ review bác cao của game Cụ Tạ, một trong những cao một rất khủng của server Việt Nam. Ok, và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Rikaki mình, các bạn đừng quên để lại bình một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video review arc lần sau.